Natalie là nhà bà cô với bà gì gấp tết. Thành em đây. Thằng Giang nói. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Bữa nay thì mẹ em cũng đi khám bệnh về đỡ đỡ trong người rồi. Mẹ cũng trang trí Tết nè. Năm nay ở bên Việt Nam mình á, nhóc hết trơn người ta trang trí đèn lồng như nè cô chú. Rồi mẹ cũng thấy đẹp quá, cũng rẻ cho nên mẹ mua. Rồi mẹ cũng trang trí. Giờ còn màu màu nào nữa, giờ màu vàng, còn màu vàng. Màu đỏ, màu xanh. Giờ nó đứt rồi, giờ có trái màu đỏ, màu xanh, còn màu vàng nó không trái. Đây là cây mai trước cửa nhà em. À, lúc tụi em còn ở Việt Nam lặt lá mai này, cô chú nhớ không? Này mới có 28 Tết mầm của mai nè. Mai quá trời luôn. Giờ bắt đầu treo dây đèn. Đang ngồi đây lọ sửa dây đèn. Mẹ em năm nay trồng rất là nhiều bông luôn. Hai cây bông hướng dương đặc biệt mà bị con gì nó cắn hết một cây, còn có một cây duy nhất mẹ em bỏ đi khám bệnh lên nhà chị ba cho mấy cái nùi dây đem về, rồi trang trí từ hồi sáng đến giờ mới xong này cô chú. Rồi tối bắt lên thử nè, đặng tới bữa 30 Tết là bắt sáng đêm đón giao thừa. Ở dưới quê em là hay vậy đó cô chú. Rồi mẹ em rất là thương yêu cái cổng này luôn, cho nên nó lúc nào cũng chà rửa tối ngày, thương cái cổng hơn thương trứng nữa cô chú. Nó nhà em năm nay mẹ em trang trí quá trời đẹp luôn. Mà rất tiếc em không có ở đây chứng kiến. Mẹ em rất thích là trồng bông hoa rồi trang trí cái này cái kia trong nhà vậy đó cô chú. Bữa nay chồng em đem mấy cái hồ lô này đi dán vòng vòng nhà nè cô chú. Tết tới là đi dán vậy đó. Mua được cái lồng thả ăn thỏ nè cô chú. Mà cái bè ngang vậy đó mà không biết sao mà nó cứ chui ra được hoài vậy. Giờ em lấy cái bao bì chuẩn bị đặng ấy vòng vòng lại chứ để nó chui ra hoài. Vậy đó hả? Ừ. Cái cửa em, cái tay cầm nó bị hư á. Chồng em bữa nay mua đồ về là sửa nè cô chú. Sáng giờ thì sửa cái ống nước, nó bị gỉ nước hoài à. Giờ thì tới cái này. Cái lỗ nó không có nhỏ, nó không có vừa, giờ phải làm cho nó bự ra. Tại vì mua cái này nó khác chứ không giống cái kia. Kiếm cái giống mà không có. Nên là thấy xỉu là hả? Sắp xong rồi cô chú ơi. Bỏ cái đó vô rồi. Xin làm ăn. Mấy ngày mày sushi đó hả? Mày. Cái mã này. Nhưng mà tôi xin nè. Mẹ nó không có cho ăn nữa, ăn nhiều nó chết, con biết không? Ăn nhiều nó ăn một cái. Cho nó ăn hoài vậy? Cho nó ăn một cái được rồi. Chả treo nha. Xong chưa bây giờ? Vậy là xong rồi đó hả? Tại mà nãy giờ nửa tiếng rồi mà chưa xong nữa. Tại vì mua cái nó giống không có cô chú. Mua cái khác cho nên phải nại, phải làm cho nó đúng rồi mới gắn vô được. Quả đó mà bây giờ? Bây giờ? Gắp nó đâu quả là? Được cái là chồng em cái gì cũng sửa được cho nên cũng đỡ. Tiếc ghê nè cô chú. Mà hôm tiếc ghê nè. Giờ chồng em ra quét đặng hồi nữa đặng mình đi chứ không hồi nó trơn. Nó đông đây là khó quét lắm.
nó mới gơi tơi tơi này mà quét được. Thấy hai màu trắng xó hết. Này ít á, nó gơi nhiều là lớp lớp luôn. Ai xin chào ông bà cô chú, đây là dự lễ với kênh bữa nay. Bữa nay con đi là nhà bà cô với bà gì gấp Tết. Con đi với ai? Đi với cha với mẹ. Với ai nữa? Với bà nội. Với bà nội, ông nội. Rồi bây giờ mình đang đi đâu? Mình đi rước ai? Ước là ngọt. Ước ông nội. Tiết cười trắng xó hết trơn rồi ông bà cô chú ơi. Xuống đây đặng rủ ông nội đi chung. Xuống đây lấy phải làng đem biếu cho dì với cô á cô chú. Nè tiết cô này hôm gơi có chút xíu mà vậy đó. Nhị xin mà ma. Hỏi bà nội đi. Ở quanh nhị xin mà. Ông nội không chịu, bà nội không chịu đi. Đi qua tàu là. Bà nội không đi vậy. Thấy ổ mà. Ba. Đem tới 8 thùng luôn. Cho chị, rồi cho cô, cho dì. Không biết cái xe chở hết không nữa. Mấy Na đó hả Na mà. Hải Nam à. Hải Nam à. Bữa nay là hay sang sang liền sang đây hả Bu Gia là. Bữa nay thì gia đình em đi qua nhà dì Tư với cô hai với cô chú. Cô cả thì mắc lâu lắm rồi. Bây giờ thì đang trên đường đi. Mà bữa nay xe rất là đông luôn. Nhưng mà hên là không có bị kẹt xe. Mà bữa nay tiết gơi với cô chú. Nhưng mà gơi ít. Mà nghe nói ở bên cô em á là tiết gơi nhiều lắm. Dài dài đây để treo lồng đèn rất là đẹp luôn. Ông nội kêu là quay đi cho cô chú anh chị xem với theo ơi. Ba thấy đẹp quá à. Nó ghé quay lại cho cô chú mà em ngồi đằng sau. Cho nên cái view nó không có được đẹp hung. Tới đây là cái sông đó cô chú. Rất là lớn luôn đó. Mà nó đông tới cỡ đó đó. Rồi không biết người ta đây xuống dưới cạo tiết hay làm gì không biết nữa. Hình như là câu cá hay gì đó. Rồi tới chỗ đó là chỗ cảnh báo nguy hiểm đó cô chú. Ở chỗ người ta gạch một đường đó, đừng có cho mình đi xuống đó. Sợ nguy hiểm. Tới rồi ông bà cô chú ơi, bên đây tiết gơi nhiều hơn bên em. Ông nội đang đợi lấy khoai lang đem vô cho dì. Nhà này nhà của dì Tư. Của dì Tư á? Ừ, dì Tư Dưỡng Tư. Con đang vô đây con kêu bằng bài gì? Khởi sơ tiếng Trung là con kêu dì nè nè. Đi vô. Đi vô. Thấy tiếc nó mê, nó nhảy nhảy rồi kìa. Đi, đi vô té đó. Thấy tiếc lắm. Đi vô. Vô dì nè nè, đi. Vô thưa bà nội con mới lại nghe không? Ừ. Chưa. Dê dê. Hai dê dê. Ai chưa? Ấy vô họ. Thấy thôi nhỉ. À. Sư gì ta nã đi là. Mấy giờ? Ta xin chiêu lại về. Sư gì? Sư gì? Sư gì họ? Sư này nè. Sư này nè họ. Ừ. Ừ. Đây tôi đây. Dưỡng hỏi có tiền không lì xì cho măng dạ. Dì nói tiền ở đâu có. Dì em có mắt nhìn không có rõ cô chú. Đi học mà. Đi xì phan là mà. Đi xì phan là mà xì gì. Mấy xì phan à. Ừ là mà. Xin ăn là xin là. Con ra lên đây cho bà nội nghe, ngồi với bà nội. Ừ, ngồi với bà nội kìa. Bi sành biếu đi xì tiền cho gì? Đây đây là bà nội đây.
Lại bà nội bo bo đi, bà nội xem bo bo mang giả kìa, để đi. Để đi con, lại bà nội bo bo đi. Đi, lại bà nội ôm con đi. Cười. Rồi, dạ bác. Rồi đi ra ông nội, đi ra ông nội, đi ra ôm ông nội cái này cho mẹ chụp hình nha. Ra ôm ông nội cho mẹ chụp hình. Lên ông nội đi. Ôm dê đi, ôm dê cho mẹ chụp hình. Đi. Đi, lấy dê đi. Dê dê đi, gọi dê dê nè. Dê dê hồi xoay nè. Ông nội đó, ông nội con hạ đó dê dê. Đi đi. Lấy dê, lại hạ dê dê đi, hồi dê thằng đi, lại đi. Lại bo dê đi, lại bo thằng. Lại bo dê. Nạ cái dê dê này bên dê dê. Đây bên dê dê. Lấy dê bên đây gọi bo bo đi. Xua dê dê, xì chín. Xua. Cười lên, chào. Rồi, sáng là. À, vậy em cũng có trồng ít bông nữa nè, bông qua. Bông qua lá hẹ. Đây mới cho dì được 3 thùng khoai, đây 2 thùng, ở kia 1 thùng nữa. Nào nói ăn cơm chứ. Dì Tư em có hai anh trai đẹp trai lắm luôn cô chú, mà có công ty cho nên bận bịu lắm. Giờ này 27-28 Tết rồi mà chưa có về nhà nữa. Rồi Dưỡng khoe ông nội là anh em mới mua chiếc xe mới, mà chiếc xe này đắt tiền lắm, em không có gành gì xe. Rồi cha bé Heo nói hai anh có điện cho cha bé Heo á, là của bữa mùng 3 đi qua bên đây họp mặt anh em, tại vì anh không có về sớm được á cô chú. Cái này là dì Tư em nè cô chú. Dì Tư em có mắt bị hư. Nào bên khoái à? Ok. Bên bên à? Trần khẹp. Trần khẹp. Hư hết một con rồi, còn con rồi cô chú ơi. Dì em đẹp gái đó, mặt mày như ngân à. Cái heo nó ngân. Ok à, khô đi à. Trần khẹp. Bà cô chú ơi, bữa nay cái này là gì chưa của mình nè. Đây là bà gì cho con? Bà gì của con, con móng bị hư. Bà gì với mẹ con? Bà gì với mẹ con? Bà tạo lên, suy gì? Tạo. Tạo suy này nè, dê dê tạo, suy dê tạo. Bà tạo lên, ý phu. Ý phu bà tạo lên, bà xin tạo lên. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đi, ở dưới cái mương này nè, hồi trước là em đi ấy đó cô chú. Đi cái thuyền này chơi nè, nó bây giờ nó đóng băng hết trơn. Tại là thi với sao? Tiếc quá nè. Ờ, ý phô, tạo là. Bây giờ thì tới nhà cô em rồi cô chú. Cô lớn nè, cô cả thì mắc lâu lắm rồi. Còn này là cô lớn, đây nhà chỗ này nè cô chú. Phải đi xuống dưới đó đó mới xuống được. Giờ ông nội bưng khoai lang xuống rồi. Đi mẹ đi, đi mang giả đi theo mẹ nè. Đi. Sao lại đi vậy? Đổ ba. Đổ. Cái dậu ý cơ thì phần hổ tổ nè. Ba. Đây bên nè. Đây bên hổ tổ nè. Mang giả từ từ thôi trơn té nha con. Mẹ cầm đồ nữa. Sao lại tại chơi thi phần. Mang mang sao lại nha. Chí tòm à. Đi tạo xịn mà ba. Ờ ông nội đi được không? Nó có cái bậc thang. Đi. Đi xuống. À, nó kêu ông nội từ từ nữa chứ, có bậc thang á. Bây giờ gia đình em đi vô mới được. Trời ơi, bữa nay tiết trời lạnh quá cô chú ơi, cô chú. Mà dạ phải tiết đi trên tiết không hỏi té dọn nè. Nhà cô em lâu năm lắm rồi. Lại tới cái nè nè liền thấy không? Đi khám thôi. Tới là nè nè nè. Ê chị chị à. Chị à. À. Cô cô phù hộ. Cô với Dượng em. Ba bà tay nã là xin ba bà tay nã liền. Vệ sinh sang cho lẹ. Vệ sinh. Vệ sinh sang gửi cho Dượng thuốc hút. Thuốc hút Việt Nam.
sao tôi lại lại Dựa nghe muốn nu à. Chị Che này cái mã là cái mã gì vậy? Sofa nè. Cưa cưa mấy tay cha à? Mẹ thế rồi là. Mẹ thế rồi. Trên thêm là tí hậu ý cơ chi là sao mà. Sao không? Có thêm chị với sản phụ này sofa về. Vì sản ta sofa thưa bị ly hại đó. Tha sofa nè, rảnh chi bố liệu tóc bay cẩu nè. Chị chơi chụp tả là chị về, mấy sao? Cái gì cái gì vậy? 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 Cái anh con của cô em á cô chú anh gã này là chị dâu, đây là chị dâu đang nấu cơm. Mày à, cười lên đây. Cười lên với bà nội ơi, để lên. Lúc này là mấy anh chị em nè, lâu ngày không gặp, một năm gặp có một lần à. Cho nên ôm lại chuyện xưa, chuyện này chuyện kia cô chú. Mà chị dâu với anh em với chị gái á, ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Người tay người nấu món. Có nên chồng em không biết nấu. Dượng em thì hồi đó giờ mập mạp vậy đó cô chú, tròn trịa vậy đó. Dượng thì khỏe, cô thì hai cái chân bị yếu cho nên phải đi bằng cái gậy vậy đó. Còn này là anh ghế em nè, anh ghế cái chị thương em lắm. Chị đó hồi đó là đốc suối Vi Thành về bển lần hai cưới em á. Anh với chị dâu nấu cơm mày cô chú ơi. Lại phụ không cho. Với lại người ta làm theo cái cách của người ta, mình là mình phụ cũng như là hơi bị khó chịu á cô chú. Cho nên anh em nấu ăn chuyên nghiệp lắm đó. Bầm bập 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 luôn. Chị thì rửa đồ ăn, còn chị dâu thì đang nấu. Chị dâu em đang chiên bánh. Đây là em của Dượng em á cô chú, em trai của Dượng, có hai anh em. Chị em chiên gà nè cô chú, chiên gà gần được rồi nè. Nãy anh em ớt bột chiên giòn rồi, chị em đang chiên tắt bật nấu nè, nấu cả chục món vậy, nó giờ chưa xong nữa cô chú. Người nấu chia nhau ra, người nấu món này người nấu món kia. Chị em đang gọt phai đậu một hồi nữa ngào đường, chiên lên là ngào đường. Anh này vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon nữa. Hai vợ chồng xong kiến hợp bích rồi, người nấu món này người nấu món kia. Chị em chiên gà nó giờ chưa xong nữa. Đây là nhà bà cô rồi, quét nhà đó nha. Thấy cô quét nhà cái đầu dành quét đó. Ai cũng nói về giỏi chuyện khoái rồi. Quét là sạch nha. Từ từ quét, quét cái đó đi, từ từ thôi. Rồi hỏi cô ơi, để đâu, hỏi cô ơi. Quét xong rồi để đâu, quét cái đó luôn, quét ra ngoài luôn. Không biết quét đi rồi cô chỉ cho. Còn 3-4 món nữa, chữa gà nữa, cô chú mời cô chú ăn cơm với gia đình em nha. Rồi các bạn xác vô đang cho cô với Dượng em ngồi trên đó ăn á cô chú.
mấy đứa cháu con của chị em nè, dâu chị em nè, dâu với con trai đó. Không ba. Anh em đang ngậu khoai lang á cô chú. Mang vô à. Mang vô cười. Ừ. Tú hậu chi. Mang vô xeo là. Tú hậu. Đây nè, nhiều món này nè. Còn một món nữa mới xong. Qua đây ăn rất là nhiều món. Xong rồi là cô chú hoàn thành này. Mời cô chú ăn cơm gia đình em nha. Chị dâu làm rồi mà chị dâu nói nãy mới ăn xong cho nên không có ăn. Có anh ăn không à? Mày gà không ngồi đó ăn nữa kìa. Em hồi đó giờ theo chồng em về bên Trung Quốc cũng gần 6 năm rồi. Em đi đâu thì thấy ăn thì ăn, thấy làm thì làm. Em không có ngại ngùng hay là e thẹn hay mắc cỡ gì hết. Em lúc nào cũng tự nhiên như người trong nhà hết trơn á. Coi cũng như là người thân trong gia đình của mình vậy đó cô chú. Chứ em chưa có hề mà phân biệt bên chồng hay bên cuộc gì hết trơn á. Cho nên bên chồng em á, ai cũng thấy thương em hết trơn á. Không phải mà em lên đây đặt điều nói đâu, mà em nói thiệt á, em thì rất thích cái tính cách ở bên người Trung á, là ở chỗ bên chồng em nghe, chỗ khác thì em không có biết nghe cô chú. Ở bên chồng á là cũng như là nói cái gì đó là vậy đó, chứ không phải mà nói ý này nghĩ ý kia gì trơn á. Cũng như là mình muốn tiếp giúp cái gì đó thì người ta nói là ừ, không được khỏi cần, chứ không phải nói gì mà sau lưng là khác nghe cô chú. Ăn cơm xong rồi giờ anh em đổ mấy cái hương dương với cái đậu phộng ra đang ăn. Chị em đương cái nón là tặng cho ông nội cô chú. Tặng cho ông nội kìa. Thôi xói xì là. Cái xói xì là kìa bạn nhỉ. Chị em đương áo, đương nón, đương giày. Chị gái em á khéo tay lắm, đương đủ loại hết trơn, giày dép gì, áo gì, nón gì tùm lum hết trơn. Bye bye đi, bye bye cu này nè, bye bye cu trong ba tàu nè. Bye bye đi, ờ chưa lên sao lại đây, sao lại chưa nè nè cu cu trong ba tàu. Tàu lỡ cu cu, tàu lỡ. Tàu lỡ chị hôn, bye bye. Bye bye chị che. Sao chưa tàu lỡ. Bố vô. Tiễn đưa ra nữa. Bên chung là vậy đó, đi về là tiễn đưa. À, tiễn đưa sách quà rồi đó đó cô chú ơi. Mày gà canh này nè, tạo đây canh canh dây tạo đi. Canh đi lên trên dốc vậy đó cô chú. Súm nhau lên. Má dạ, bye bye đi con. Bữa vô là. Bữa vô là. Ờ, của con đó. Ờ, của con. Xin sang tạm biệt sang xưa. Hồi nãy lại nhà cô thì cũng có lì xì tiền cho cô. Rồi cô cũng nói lì xì tiền này cho bé heo. Mà em không có cho bé heo lấy á cô chú. Rồi cô có gửi quà về. À, Tết á cho ông bà nội.
Lúc này thì em nhìn trên đây em tưởng đâu là tối có đèn, mà ông nội nó không phải có đèn đâu, treo trang trí cho đẹp thôi. Và sao nó vô tầng mà? Không phải tầng. Anh gửi về một thùng bia với một thùng nước ngọt. Ông nội bưng thùng bia uống rồi, uống ngọt để dành cho em. Khai mến cho dê quay mang dạo khoai tiện. Dê dê khai mến. Con này nè cái mã nè. Bà bay lại là. Quay hậu bên này cho này nè, khai phiêu lẹo mà. Hậu bên này cho này nè, khai phiêu lẹo mà. Nó mò tờ kì ba ba kìa. Mò tờ con thấy chị che hủng chị che kì nè. Kì che. Đây nè đi, nè bò bò cái hồi đi. Đây nè bò cái hồi. Đây nè bò bò đi. Tạ khai ơi, cái này nè, tạ khai cho nè, tạ khai. Ông nội hỏi nó biết ai cho cái nón đó không? Nãy chị em đưa cái nón đó cho ông nội đó, mà giờ nó về nó thấy bà nội không có gì hết trơn, nó nói cho bà nội. Thanh Tùng nè. Cái này nè te, nè te bộ liệu. Cái này cái sổ te bộ liệu. Cái này nè te. Ông bà cô chú ơi, nhớ đăng ký kênh phụ hộ cho mẹ con. Có tiền mua bánh cho con. Cảm ơn bà cô chú nhiều lắm. Thương bà cô chú nhiều lắm. Bà cô chú quay lưu của con hết tại. Cảm ơn bà cô chú đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại.